Đức Thánh Cha đổi mới Hội đồng Hồng Y cố vấn. Thứ ba, 7 tháng 3, 2023, phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin Đức Thánh Cha đổi mới Hội đồng Hồng Y cố vấn, qua quyết định bổ nhiệm thêm 5 Hồng Y và gia hạn 4 Hồng Y đã hết nhiệm kỳ. Bốn Hồng Y còn lại trong Hội đồng Hồng Y cố vấn thường được gọi là C9. Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh đức hồng y Fridolin Ambongo Besungu tổng giám mục Kinshasa của Congo đức hồng y Oswald Garcia tổng giám mục Mumbai ấn độ và đức hồng y Sin Omanley tổng giám mục Boston Hoa Kỳ năm hồng y được bổ nhiệm gồm có đức hồng y Fernando Vigues Anzaga chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican tây ban nha Đức Hồng Y Juan Jose Omenla, Tổng Giám mục Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Jean Lacroix, Tổng Giám mục Quebec, Canada. Đức Hồng Y Jean Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg. Và Đức Hồng Y Sergio da Tổng Giám mục San Salvador de Bahia, Brazil. Ba Hồng Y không gia hạn là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich của Đức Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga Tegucigalpa của Honduras Đức Hồng Y Giuseppe Bertello người Ý Thư ký của Hội đồng Hồng Y Cố vấn là Đức Cha Marco Melino Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng dự kiến vào ngày 24 tháng 4 tại nhà trọ Thánh Mát Ta Hội đồng Hồng Y Cố vấn được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào ngày 28 tháng 9 2013 với nhiệm vụ giúp ngài cai quản Giáo hội Hoàng Vũ và nghiên cứu dự án cải tổ Giáo triều Roma, cuộc họp đầu tiên của hội đồng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 cùng năm. Lần họp gần đây nhất của hội đồng Hồng y là vào tháng 12 năm 2022. Một trong những vấn đề được bàn thảo là giai đoạn cấp lục địa của Thượng hội đồng giám mục. Dự án mới nhất của hội đồng là tông hiến Predicate Evangelium được công bố vào ngày 19 tháng 3 2022 Trong quyết định thành lập mong muốn của Đức Thánh Cha đối với Hội đồng Hồng Y là sự thể hiện rõ nét hơn tính hiệp đoàn giám mục và sự trợ giúp cho thừa tác bộ phê rô mà hàng giám mục trên toàn thế giới có thể cống hiến